Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Và hôm nay thì Thanh sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một viên thuốc bằng len mini như thế này, rất là cưng. Ở đây thì mình đã sử dụng hai loại len. Một viên thuốc to thì mấy bạn sẽ sử dụng len 50g cũng được, hoặc 125g cũng được, len Mikoton mấy bạn. Còn bạn muốn móc viên thuốc nhỏ hơn như thế này thì bạn sử dụng len Coton Việt Nam 1mm nha. Nè, mấy bạn có thể trang trí thêm mắt mũi miệng, dùng decor nè, hoặc là gắn thêm cái móc khóa. Để làm móc khóa cũng rất là cưng nha. Rồi, bây giờ chúng mình bắt tay vào làm nha. Mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc sợi len to nha. Len Mikoton 125g hoặc 50g cũng được, để cho mấy bạn dễ thấy. Chứ nếu móc len Việt Nam á, Coton Việt Nam á, thì cái sợi nó nhỏ quá, mấy bạn sẽ không thấy rõ. Thì bạn nào mà muốn cái viên thuốc nó có kích thước nhỏ như thế này thì bạn móc cái sợi len nhỏ, kim móc nhỏ nó sẽ cho ra kích thước nhỏ nha bạn nha. Kim móc ở đây thì mình sử dụng kim 2.5mm. Đầu tiên thì mấy bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Công thức mình có ghi phía trên màn hình nha bạn nha. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Sau đó mấy bạn sẽ gấp lại. Và kết hàng cho mình bằng một mũi trượt. Rồi, mấy bạn sẽ lên một mũi bính để tạo hàng số 2. Vòng số 2 mấy bạn sẽ móc theo công thức là 6V, có nghĩa là 6 tăng nha bạn nha. Một chân móc mấy bạn sẽ móc 2 mũi đơn, đó là mũi tăng, mình ký hiệu là V á. Một tăng nè, hai tăng, ba tăng, bốn tăng. Năm tăng. Và cuối cùng là 6 mũi tăng. Rồi mấy bạn kết thúc hàng bằng một mũi trượt cho mình nha. Rồi, tiếp tục lên một mũi bính để tạo hàng số 3. Hàng số 3 mấy bạn móc theo công thức là một đơn một tăng lặp lại 6 lần. Một đơn, một tăng, mình đã lặp lại một lần nè, một cụm nè. Tiếp theo, một đơn, một tăng, là hai cụm rồi nha. Mấy bạn sẽ móc thêm 4 cụm nữa từ đây cho đến cuối vòng, mình sẽ quay lại sau nha. Rồi đến cuối hàng thì mấy bạn sẽ kết hàng bằng một mũi trượt, sau đó lên một mũi bính. Rồi mấy bạn móc từ hàng số 4 đến hàng số 9 đều 18 mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17 và cuối cùng là 18. Rồi, mấy bạn sẽ trượt cho mình một buổi trượt. Đã xong hàng số 4 nha. Mấy bạn móc tương tự như vậy cho mình đến hàng số 9. Thì mình sẽ quay lại sau. Mấy bạn móc xong 9 hàng thì chúng ta sẽ được như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Rồi, đến đây thì mấy bạn sẽ đổi màu cho mình nha. Từ hàng số 10 mấy bạn sẽ đổi màu. Mình sẽ đổi màu xanh. Phần cái len vô này thì bạn sẽ móc chèn vào luôn. Tiếp tục từ hàng số 5. Xin lỗi mấy bạn, từ hàng số 10 đến hàng số 15 thì các bạn đều móc 18-10 đơn cho mình luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn cắt cái len dư đi nha. Trượt hàng. Rồi, lên một bính. Tiếp tục như vậy nha. Mấy bạn móc thêm cho mình 5 hàng như thế nữa. Rồi mình sẽ quay lại sau. Rồi, sau khi mấy bạn móc đến hàng số 15 thì chúng ta được như thế này nha các bạn. Sau đó mấy bạn sẽ nhồi bông cho mình. Tiếp tục hàng số 16, mấy bạn lên cho mình một mũi bính. Móc theo công thức là một đơn một giảm lặp lại 6 lần. Một đơn và một giảm. Tiếp tục. Một đơn và một giảm. Rồi, lặp lại như vậy cho mình cho đến hết hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn sẽ kết hàng cho mình bằng một mũi trượt. Sau đó lên một mũi bính. Rồi, mấy bạn nhồi thêm một chút bông nha. Rồi, hàng cuối cùng mấy bạn móc cho mình 6 mũi giảm. Một giảm, mình móc lại nó bị rối chỉ rồi. Hai giảm, ba giảm, bốn giảm, 5 giảm và cuối cùng là 6 mũi giảm. Rồi, kết hàng cho mình bằng một mũi trượt. Sau đó mấy bạn sẽ chừa cho một đoạn len nha, để mình rút cái miệng lại. Rồi,
mình sẽ nhồi thêm một chút bông ở trên phần miệng của cái viên thuốc nha bạn, cho nó tròn á. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng kim khâu len, các bạn sẽ khâu cái phần miệng lại nha bạn. Mình sẽ khâu vào cái phần gờ ở bên ngoài nè. Rồi, đến đây thì mọi người sẽ ngút lại và giấu cái phần len dư vào phía trong luôn nha. Rồi, sau đó cắt. Rồi cuối cùng thì chúng ta đã xong một viên thuốc. Rồi mấy bạn muốn trang trí thêm mặt, mắt, mũi, chân mày gì đó thì các bạn sẽ trang trí thêm nha. Mình sẽ dùng chỉ mình khâu mấy bạn. Mấy bạn sẽ dùng chỉ màu đen. Mấy bạn sẽ đếm từ hàng đổi màu đầu tiên nè. 1, 2, 3. Rồi mấy bạn sẽ khâu mắt nha. 1, 2, 3. Các bạn sẽ đâm kim chỗ nào cũng được các bạn. Một, hai, ba tới đây. Mình giấu cái sợi chỉ vô ngoài trong luôn. Kéo qua bên này. Thì mình sẽ có được một mắt đang nhắm như vậy nha. Đang nhắm nè. V. Mình khâu thêm một lần nữa cho phần mắt của mình nó thấy rõ hơn nha bạn. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ cắt hai cái móc xích cho mình, cắt hai mũi đơn, hai chân mấy bạn, 1, 2. Rồi bạn sẽ làm một mắt tiếp theo, cắt hai chân với bạn nha. Hai chân nè. Rồi, cũng tiếp tục làm như vậy. Rồi tiếp theo là đến phần miệng. Phần miệng các bạn sẽ tạo cho mình hình chữ V nha. Và móc xuống dưới này để mình giữ cái phần khóe miệng. Rồi mình sẽ đâm kim xuống đây, giữ lại. Sau đó cái phần chỉ dư thì các bạn sẽ giấu vào bên trong luôn nha. Và mình cắt chỉ. Thiếu chỉ thì mấy bạn sẽ lấy thêm chỉ để mấy bạn làm cái phần chân mày ở phía trên.
tiếp tục chân mày thì mấy bạn sẽ đâm kim cách mắt một đường thẳng nha bạn nha. Đây, cách một hàng mắt, một chân thôi bạn, một chân thôi nha. Mình khâu thêm một đường nữa cho nó rõ, sau đó cách hai chân bên này. Cũng tương tự, rồi phần chỉ còn lại thì mấy bạn sẽ giấu ở phía sau luôn. Sau đó các chị, mình đã có một khuôn mặt như thế này. Mấy bạn có thể khâu thêm phần má hồng nha mấy bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần má hồng. Mấy bạn có thể dùng kim khâu len, mấy bạn khâu cái chỉ cái len màu hồng, hoặc mấy bạn có thể dùng chỉ màu hồng cũng được nha. Tại vì mình không có cái chỉ màu hồng á, thì bây giờ mình sẽ dùng len màu hồng. Đâm lên. Cái này mình nhồi bông nó hơi cứng bạn. Hơi bị sát quá. Rồi sau đó mấy bạn sẽ cắt cái phần len dư đi. Rồi chúng ta đã xong một viên thuốc hình như thế này. Mấy bạn để ý nha, nếu mấy bạn móc len cô tông Việt Nam thì mấy bạn sẽ ra cái viên thuốc nhỏ như thế này. Còn cái này len cô tông, cái này len miêu nha. Mình móc 125g hoặc 50g cũng được nha mấy bạn. Nếu mấy bạn thấy bài của mình hướng dẫn hay và bổ ích thì mấy bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bật chuông thông báo nhận tất cả các thông báo để khi nào mình có sản phẩm mới sẽ gửi đến thông báo đến các bạn để các bạn đón theo dõi nha. Nếu có điều gì thắc mắc thì các bạn sẽ để lại dưới bình luận, mình sẽ trả lời thắc mắc của các bạn trong phạm vi hiểu biết của mình. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.